Một trong những lợi thế đặc biệt của chú chó robot này là bốn chân có các khớp cử động linh hoạt và uyển chuyển, không thua kém gì những chú chó thật. Nhờ đó, Spot có thể dễ dàng vận động và di chuyển đủ các kiểu như vươn cao, cúi thấp, đi bộ, đi lùi, leo cầu thang, leo dốc, chạy nhảy trên các địa hình gồ ghề hay thậm chí là nằm lăn lộn trên cỏ. Spot có một hệ điều hành có thể điều khiển từ bất cứ đâu trên thế giới. Người dùng có thể tạo sẵn nhiệm vụ tự động cho robot bốn chân này hoặc trực tiếp điều khiển bằng tay khi cần thiết. Spot còn có hệ thống loa ngoài để giao tiếp với mọi người xung quanh. Robot này cũng có thể được sử dụng trong các khu vực xảy ra thảm họa, nơi không an toàn cho con người, giúp thu thập dữ liệu và hình ảnh để nghiên cứu, điều tra.